Vâng, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Tôi đã quay trở lại đây và hiện tại thì ngày hôm nay tôi đang có mặt tại căn hộ mẫu thuộc dự án Sky Park Residence số 3 Tôn Thất Thuyết. Và căn hộ mẫu này có diện tích là 79,3 m², bao gồm 2 phòng ngủ cộng 1, cực kỳ đẹp. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn chúng ta cùng nhau bước vào bên trong để tìm hiểu xem căn hộ này có những đặc điểm gì hay và nổi bật. Xin mời. Trước khi bước vào bên trong căn hộ thì ở đây nó được trang bị hệ thống camera thông minh, nó rất tiện dụng. Tại thì tôi đang có mặt ở bên trong căn hộ mẫu này rồi, và căn hộ này được trang bị cửa chính làm từ gỗ có chức năng là chống cháy 70 phút, và kèm theo đó là hệ thống khóa cửa thông minh với 4 chức năng. Chúng ta có thể sử dụng khóa từ, mật mã, vân tay cũng như là chìa khóa cơ, rất là hiện đại và rất là tiện. Phía bên phải của tôi đây là khu vực để thiết kế làm tủ để giày này, cũng như là ngăn đựng đồ ở đây đều được bàn giao khi chúng ta mua nhà. Và tiếp theo thì xin mời các bạn chúng ta cùng nhau đi vào sâu bên trong để khám phá xem nó còn những đặc điểm hay và nổi bật. Phía trước mặt của tôi đây là khu vực phòng bếp của căn hộ này. Khu vực phòng bếp như các bạn có thể thấy ở đây được thiết kế rất là vuông vắn này, tinh tế và đặc biệt là tối ưu nhất có thể, bởi khu vực phòng bếp này rất quan trọng đối với các chị em phụ nữ trong gia đình mà. Đều được bàn giao các trang thiết bị đầy đủ khi chúng ta mua nhà, bao gồm hệ thống tủ này và mặt bàn, cũng như là các thiết bị bao gồm bếp từ và hút mùi đến từ thương hiệu nhập khẩu Maloca Tây Ban Nha. Và thêm một đặc điểm nữa đó chính là căn hộ này cũng được trang bị lò nướng, cũng được bàn giao khi chúng ta mua nhà, mà không phải dự án nào cũng được bàn giao kèm theo đâu. Và thêm một chi tiết nữa mà tôi muốn nhấn mạnh đó chính là mặt bàn bếp khô ở đây rất hay và tiện lợi cho chúng ta khi mà sử dụng khu vực phòng bếp này. Ngay bên cạnh lối phòng bếp thôi, chủ đầu tư có gợi ý đặt một chiếc bật bàn ăn ở đây để chúng ta thoải mái sử dụng, vị trí rất là hợp lý. Và tiếp theo thì xin mời các bạn cùng đến với khu vực phòng khách của căn hộ này. Xin mời. Căn hộ này đều được trang bị hệ thống đèn led âm trần cũng như là điều hòa âm trần, kèm theo sàn gỗ ở đây. Và phía sau lưng tôi đây là khu vực phòng khách của căn hộ này. Khu vực phòng khách này cũng được thiết kế rất là vuông vắn như các bạn có thể thấy ở đây. Và một điểm tôi rất thích ở khu vực phòng khách này đó chính là nó được trang bị hệ thống kính panorama view toàn cảnh. Cái kính này cũng rất đặc biệt nhá. Kính này có hai lớp và chức năng là chống ồn, cách âm, cách nhiệt. Và một điểm đặc biệt nữa đó chính là hai lớp kính này bên trong sẽ là lớp kính cường lực để không gây nguy hiểm cho trẻ con khi mà nô đùa. Còn lớp bên ngoài sẽ là kính dẻo như kiểu kính ô tô, thì khi mà va vỡ thì sẽ không gây nguy hiểm so bên dưới. Đấy là một trong những nét tinh tế và sự quan tâm chăm chút đến dự án của chủ đầu tư, rất là hay. Xin mời các bạn chúng ta cùng nhau bước ra phía bên ngoài ban công của căn hộ này. Khu vực ban công của căn hộ này là một trong những khu vực ban công rộng nhất mà tôi từng được khám phá. Như các bạn có thể thấy ở đây, diện tích rất rộng. Và phía sau lưng tôi đây là khu vực để dành cho chúng ta có thể để cục nóng điều hòa cũng như là máy giặt. Đó, và đặt một bộ bàn ở đây để mỗi sáng chúng ta thức dậy có thể ngồi nhâm nhi tách cà phê và sau đó ngắm nhìn toàn cảnh không gian thành phố thì tuyệt vời, đúng không ạ? Và tiếp theo thì xin mời các bạn chúng ta cùng đến với căn phòng ngủ đầu tiên của căn hộ này. Căn phòng ngủ này có một cái diện tích rất rộng và cũng được thiết kế rất vuông vắn. Và đặc biệt ở đây, chủ đầu tư cũng trang bị cho căn phòng ngủ này hệ thống cửa sổ, cửa kính rất là rộng và đem lại một cái nguồn ánh sáng tự nhiên cũng như là sự thông thoáng cho căn phòng ngủ này. Hệ thống cửa kính này cũng có hai lớp và chức năng chống ồn, cách âm, cách nhiệt. Đó, đều được bàn giao đầy đủ hệ thống đèn led, điều hòa âm trần cũng như là tủ ở đây, rất đầy đủ. Và tiếp theo thì xin mời các bạn chúng ta cùng đến với
căn phòng ngủ master của căn hộ này. Xin mời. Wow, căn phòng ngủ master của căn hộ này có một cái diện tích tha hồ rộng và cũng được trang bị hệ thống cửa sổ, cửa kính đem lại nguồn ánh sáng tự nhiên cực kỳ nhiều và sự thông thoáng cho căn phòng ngủ này. Bố trí rất là hợp lý và cũng được trang bị đầy đủ hệ thống tủ này, đều được bàn giao khi chúng ta mua nhà, bao gồm thêm cả điều hòa âm trần nữa. Và ngay tích hợp bên trong căn phòng ngủ master này là khu vực phòng vệ sinh. Đó, khu vực phòng vệ sinh này có một cái diện tích phải nói là cực kỳ rộng so với rất là nhiều những cái dự án khác. Các trang thiết bị đầy đủ đều đến từ thương hiệu Toto này. Và đặc biệt là như tôi thấy ở đây là cái bồn cầu này rất là hiện đại với rất là nhiều chức năng này, mà theo như thông tin tôi tìm hiểu thì duy nhất một cái bồn cầu này thôi thì giá của nó, giá trị của nó đã lên đến hơn 30 triệu đồng rồi. Và bên trong này cũng được thiết kế bồn tắm đứng với vách kính bằng kính cường lực. Ở đây vòi hoa sen cũng đến từ thương hiệu Toto nhập khẩu, rất là hiện đại. Các bạn có để ý không? Gương cực kỳ to ở đây, đem lại sự rộng rãi cho căn phòng vệ sinh này. Đó. Và phía bên cạnh của tôi đây là một căn phòng để xem là bên trong nó là căn phòng gì. Xin mời các bạn. Wow, căn phòng này chắc chắn là căn phòng vệ sinh chung của căn hộ này rồi. Và có thể nói là căn phòng này còn rộng hơn cả phòng vệ sinh ở bên trong phòng ngủ master kia. Cũng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị vệ sinh đến từ thương hiệu Toto, rất hiện đại, và kèm theo đó là hệ thống bồn tắm đứng với vách kính bằng kính cường lực ở đây. Và cũng được trang bị bồn cầu với rất là nhiều chức năng thông minh. Ngay lối ra vào của căn phòng vệ sinh này thì khu vực này là chính là khu vực để sự gợi ý của chủ đầu tư, chúng ta có thể thiết kế đây là một phòng ngủ dành cho khách đến chơi nhà, hoặc là phòng dành cho người giúp việc. Rất hay. Và căn phòng này có một cái đặc điểm thú vị, đó chính là không hề bị bí bởi trần nhà đều có quạt hút gió cũng như là điều hòa âm trần ở đây, rất thông thoáng nhá. Và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau khám phá căn hộ 2 phòng ngủ cộng 1 thuộc dự án Sky Residence Park Tôn Thất Thuyết. Và với một căn hộ được bàn giao rất nhiều đồ hiện đại khi mà chúng ta mua nhà như thế này thì tôi thấy cực kỳ hợp lý. Còn nếu quý vị và các bạn thấy video hay, xin hãy cho chúng tôi một like và đăng ký kênh. Còn nếu quý vị và các bạn có dự án hay hoặc nhà đẹp muốn chúng tôi giới thiệu thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới. Còn bây giờ, xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.